Vâng, tiếp tục ngày 18 tháng 3 2020, em tiếp tục giới thiệu sản phẩm hàng về, hàng vừa về vừa khui xong. Thì mọi chi tiết mua hàng các bác có liên hệ cho em qua hai số điện thoại với trên màn hình. Thì đây là những con âm ly và CD nguyên thùng. Và để theo dõi kênh bên đây, các bác cứ nhấn vào ấn vào nút đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video mới nhất nha. Thì hai số điện thoại bên trên thì các bác cứ alo cho em và chốt sản phẩm thì trực tiếp cho em. Nếu em không nghe máy thì các bác nhắn tin cho em nha. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Sau đây em mời các bác xem chi tiết sản phẩm. Thì đây, đây là con một con Pioneer dòng SX828 nha. Đây là hàng xuất Mỹ với tình trạng là đẹp. Mà nó là đẹp leo lanh luôn nha các bác. Thì con này có giá là 10 triệu 500 ngàn, hàng dòng Reserver của Pioneer. Đấy, rất là mới nhưng con này lên đèn rất là đẹp nha. Giá là 10 triệu 500 ngàn. Ở đây là con đời nông CDS10 3 la mã limit, xin lỗi này, 3 la mã kim gia mã DSC. Con này giá 19 triệu nha, nguyên thùng. Và tiếp tục là hai dòng âm ly của Pioneer rất là tầm tiền, đó là mã SX780 và 750. 750 là con phía dưới, con này giá là 9 triệu 500 ngàn. 9 triệu rưỡi, còn con 780 là giá 8 triệu nha các bác. Còn 780 thì nó có hai đồng hồ vuông. Thì em nào nó cũng đẹp xuất sắc. Đấy, xuất sắc luôn nha. Rù gan là 7 màu. Thì anh em cân đối vào tài chính thì alo cho em. 828 là giá 10 triệu 500 ngàn. SX750 giá 9 triệu rưỡi, còn SX780 giá 8 triệu. Rồi tiếp tục là một con đền nông kim giá mã DAC của dòng Digital BMA 880. Hàng đẹp rất là xuất sắc luôn nha. Đây các bác có thể xem chữ đồ còn nguyên, hàng bãi chưa qua tay người sử dụng nha. Con này giá 11 triệu 700 ngàn, 11 triệu 700 ngàn, BMA 880 rất là đẹp luôn nha. Và tiếp tục đây là khủng long QRX 7500, hàng đẹp xuất sắc, bộ gỗ rất là đẹp, cục gang 7 màu. Con này là giá 20 triệu 500 ngàn, 20 triệu 500 ngàn nha. Và một siêu phẩm vừa về cập bến ngày 18 tháng 3 đó là một con Marang Isotech BM8 MK2. Rất là hiếm mà con người rất là khủng. Chương trình những dòng loa cao cấp như là RIB. Đặc biệt em nó đánh RIB rất là hay. Và những dòng loa cao cấp khác. Vừa về em vừa khui nha. Con này rất là mới. Isotech BM8 MK2 giá 30 triệu nha. Mặt bằng vuông rất là đẹp. À, tiếp tục đó là một con bao của Lukman chạy mạch Plus A, rất là khủng, công suất là 450W, có hai đồng hồ vuông, có mã là NEM M21. Con này giá 14 triệu 500 ngàn, chạy 8 sò sắt xanh ken, 4 tụ lục nguồn, 2 tăng phô hai bên, rất là xuất sắc nha. Giá là 14 triệu 500 ngàn. Và một con QSC 1400, con này giá 7 triệu 500 ngàn. Thì các bác nào cân đối vào sản phẩm nào thì alo cho em. Đấy, thì sáng nay về được nhiêu đó. Một con âm ly Pioneer 828 giá 10 triệu rưỡi, SX750 giá 9 triệu rưỡi, SX780 giá 8 triệu, một CD nguyên thùng S10 3 la mã kim gia mã DC giá 19 triệu, và BMA 880 giá là 11 triệu 700 ngàn, và khủng long QRX 7500 giá 20 triệu 500, Isotech BM8 MK2 hàng hiếm công suất lớn, chuyên chạy những dòng loa cao cấp, giá là 30 triệu. Và một con bao M521 của Lukman chạy mạch Class A 2 đồng hồ vuông giá 14 triệu 500, và con QSC 1400 giá 7 triệu rưỡi. Rồi em xin phép là dừng video và hẹn các bác ở video kế tiếp. Các bác nào thích sản phẩm nào thì chốt alo cho em, cọc tiền và ship hàng tận nơi cho các bác. Và đây, sáng nay em về một lô đẩy tồn kho của đến từ Mỹ của bán Watford, là tổng số lượng là 23 con. Thì bác nào có nhu cầu thì nhanh tay nha, hàng tồn kho của Mỹ, hàng Watford của Anh Quốc. Những con này sản xuất tại Mỹ, có mã là VWX12, điện 120V nha. Hay là hàng tồn kho, em mua được là tổng là 23 con, nguyên thùng như thế này. Con này từ bắt đầu mua là từ ngày 1 tháng 3 và về tới Việt Nam mình là nay ngày 18, tổng là mười mấy ngày rồi. Hàng tồn kho nguyên thùng xốp nha các bác. Em sẽ có video là mở khui cho các bác coi. Thì
thì giá mỗi con là 10.500.000, công suất nguồn nó tới 3600W và công suất ra ở 8 ohm là 700W trên một kênh. Ở 4 ohm nếu anh em đánh hai cọc loa full thì nó rơi vào 4 ohm thì nó 1200W một kênh. 1200-1300W một kênh. Đây các bác, thông số ở đây. Hàng xịn nha. Của Mỹ. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh Quốc, các bác có thể tham khảo trên mạng. Modem là Westfalen VX12. Các bác nào thích yêu hàng xịn thì nhanh tay, chỉ có 23 con thôi nha, giá 10.500.000 một con. Cực giá cực kỳ tốt cho anh em, là hàng nguyên thùng tồn kho cho các bác. Có được 23 con dành cho 23 bác nào nhanh tay sở hữu. Westfalen VX12. Xin phép là dừng video. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Có hai số điện thoại với trong anh.